Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 23 tháng 9, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng khỏi bệnh, xuất viện và thành phố chính thức không còn bệnh nhân COVID-19. Đà Nẵng đang từng bước chiến thắng trước đại dịch. Trên hết, việc người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới chính là đang chung tay, nỗ lực cùng với chính quyền thành phố giúp Đà Nẵng nhanh chóng khôi phục tất cả các hoạt động trở lại trạng thái bình thường như trước. Ghi nhận sáng nay tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố như đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Hoàng, tấp nập phương tiện giao thông qua lại và hầu hết người dân thành phố đều tuân thủ việc mang khẩu trang khi tham gia giao thông. Hàng quán nhộn nhịp người ăn, người uống, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại nhịp sống vốn có của nó. Trên hết, người dân hoạt động trở lại bình thường nhưng vẫn ý thức tự giác cao trong việc phòng chống dịch. Từ cái khi mà giãn cách á, thì thấy các hàng quán người ta cũng đảm bảo được cái sự giãn cách. Người ta vẫn có nước sát khuẩn để trước khi mình vào ăn. Mà lúc mới giãn cách là người ta mua đem về nhà. Nhưng mà giờ giãn cách rộng ra thì thỉnh thoảng có người mua về nhà nhưng mà có người thì ngồi ăn. Nhưng mà cái khoảng cách của người này đến người nọ thì nó vẫn đảm bảo là 1 mét. Đi ra có việc gì thì mới đi ra khỏi nhà, còn đã đi ra khỏi nhà thì đeo khẩu trang và không tập trung đông người, không quá 30 người, vừa là đề phòng cho bản thân mình và vừa cho cộng đồng. Hiện các quán bar, pub karaoke, massage, vũ trường trên địa bàn vẫn chấp hành việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Theo công văn số 6211 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng có 27 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.